Xin chào cả các bạn nha. Bé giấy đẹp chứ hả? Nhiều các bạn ơi. Cũng nhà. Đó, quá đẹp, mới làm thử lèo nha. Sáu, hai con nha. Một con sáu đuôi cá, một con sáu giái nha. Con 2,5 m, một con 4 m. Cái kia đó được không? Đó, chùm 4 con. Con này là của mình. Toàn nhiều kiến không ạ? Quá, đứng dậy luôn ạ. Rồi đâu đó chứ đâu. Đó, một cặp luôn. Lý do hả? Lý do là nó bị vậy. À, nó thòng xuống kìa. Thòng rồi xuống kìa, lộn rồi, chết cha hai con luôn kìa. Đứng đặng nó hợp mà. Hợp á. Xong tại nó lên cao quá rồi xong cái gió đẩy nó lên á. Rồi xong đẩy lên rồi ngoài không kìm nhỏ xuống độ nó buông lỏng rồi nhỏ phải rớt tự do chứ sao giờ. Thôi hết gió luôn rồi. Hấp nhóc cứng quá sao cứng luôn. Đậu tôi hợp nó nè. Rồi hợp hết rồi. Hết gió sao rồi. Cái gì chứ lộc có cơn gió đẩy vậy. Không bên nha. Anh Sáu này đi chung xuồng luôn. Rồi, hết ra luôn. Sáu giữ rồi sao rồi coi gì dưỡng được. Thòng dây xuống luôn. Nó nằm ở trên đó chắc đủ nhớ vừa lắm ha. Coi clip cũng đỡ ghiền. Ngứa tay ngứa chân đúng lần rồi. Lên rồi gây cho. Sáu này lên rồi. Rồi bắt đầu hợp nha. Rơi nha. Quá bi coi nhiều chú bi ơi. Rồi mà nó nhủi cái đầu xuống nè. Vì chú đâu rồi bi? Quá lập quá lập tự do. Xong luôn. Rồi, một con. Hai con. Ba con. Một con. Hai con. Ừ, con này hên quá, con này lấy lại được.
sáu rồi lắc không luôn à. Cứ chừng dây cuốc qua đường nha. Dù ai cũng cuốc qua đường thôi. Dù anh hai là cuốc qua đường chắc rồi, còn dù mình đi làm đây. Cuốc rồi đó mà anh lọc phân vô luôn á hả? Ghê vậy? Vậy mà. Tốc độ dữ hả? Đây còn không kịp nó không thấy hả? Nó ngửa bụng lên nữa đâu có lấy lại được đâu mà kịp chứ không. Phải có gió nó đùa. Kìa. Rút đứng dây luôn hả? Ốp một con. Trời ơi. Hai con hợp luôn. Hai con luôn. Chết trời nhiều mình rớt luôn rồi. Chết trời chết. Tôi hại chốt cái bị. Lấy lại được không? Ồ, hên. Để thấy thấy em cái này. Ở đây rồi, lên qua anh Hải, bằng Bi nó thả, nó cầm dây cho. Quá hình, quá hình. Em đang ấy nè. Dù lắc không. Để giật cái gì, lo tiếp chứ. Qua đây chú, cái bự nè. Tôi dướng vừa ổng. Chú, đây, cái bự nè. Anh ơi, qua là cái dướng hả? Kể, qua cái dướng hả? Qua chân đó dướng. Do yếu thở mệt quá hả? Để cầm cầm chịu chú. Chú thuốc cái xe ở dưới á. Lên. Rút luôn. Lên luôn. Xiết. Giết luôn, lên luôn. Lên lên đi. Dìu anh Sáu lên cũng dữ. Sao giấy? Hai cái giấy nó nặng quá, nó lâu xuống. Dìu anh Lộc á. Dù anh Sáu hợp cả. Hợp cả anh Sáu rồi. Lên. Tôi lại rớt nữa. Dạ bá. Quá bự. Cắt không nổ hả? Cờ đó sao vàng rớt nữa rồi. Thank you.
ôi rớt hết. Sao lọc cấm hết nổi rồi. Thả lâu quá nặng gió. Cái giường bình không? Thả lâu miết đó. Đó, nằm dưới đây. Một con quay quay đi, đây. Đi một cái quá xa luôn, một cái nổi đây luôn. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Gió yếu quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Yếu quá, rất hết. Quá, hai cái dái to quá. Rất hết luôn. Con này 4 mét rất luôn. Con của mình cũng rớt luôn nè. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.